HDMI nữa, đó có nghĩa là sẽ có 2 cổng HDMI và 4 cổng HDMI. Đây là cổng LAN để cắm mạng, ngoài ra TV có thể bắt được Wi-Fi. Đây là cổng quang optical để kết nối đường truyền tín hiệu số. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái jack bông sen để kết nối với những cái đầu kỹ thuật số vào bên trong TV. Đây là cổng anten. Như vậy là mặt đằng sau rất là đơn giản, đầy đủ những cái kết nối hiện đại cũng như là phổ thông nhất hiện nay. Ok. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu nhanh với các bạn về chiếc TV LG 55UK7500. Đây là một sản phẩm rất là hot của LG. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những cái sản phẩm review điện máy lần sau nha. Xin cảm ơn.